À, xin chào về chương trình Trực Diện TV. Thì đúng như là mọi người đã dự đoán thì chủ kênh YouTube Vì Việt Nam Thịnh Vượng có tên là Phan Sơn Tùng đã chính thức bị cơ quan công an của Việt Nam tiến hành khởi tố bắt giam để điều tra làm rõ về cái tội gọi là chống phá nhà nước. Thì cụ thể bản tin vào ngày 9 tháng 9 năm 2022 vừa qua thì từ nguồn tin từ công an thành phố Hà Nội đã cho biết rằng cơ quan an ninh điều tra thuộc công an thành phố Hà Nội đã vừa ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Sơn Tùng về cái tội gọi là làm tàn trữ, phát tán hoặc là tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì quy định tại điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015. Thì đây là một cái tội danh khá là phổ biến trong cái thời gian vừa qua, bắt cũng khá là nhiều người về những cái tội này, nhất là những người thường có những hoạt động trên mạng xã hội, viết những cái thông tin chia sẻ trên YouTube hoặc là sao chép truyền đạt những cái thông tin, những cái bài viết mà nó trôi nổi trên mạng xã hội mà trong đó có những cái thông tin gọi là chống phá đảng, chống phá nhà nước hoặc là muốn lật đổ cái chính quyền của Việt Nam. Thì nói chung là Phan Sơn Tùng với cái kênh gọi là Vì Việt Nam Thịnh Vượng trong một thời gian khá dài, tức là từ năm 2019 đến nay, có rất là nhiều những cái bài viết, rất là nhiều những cái bài nói chuyện. Theo đó thì người ta nói rằng anh này là cái người nhân danh yêu nước. Tuy nhiên thì họ cổ xí cho những cái hoạt động của cái nhóm dân chủ, thí dụ như là trong khi mà khởi tố bắt giam đối với Phạm Đoan Trang thì cái anh này lên làm những cái video clip gọi là khen Phạm Đoan Trang rất là nhiều. Thì chính vì vậy đã tạo ra khá nhiều các cái sự nghi ngờ. Rồi nhiều cái video clip khác á thì đưa những cái thông tin nói rằng giống như thông tin nội bộ, thông tin bí mật và những cái thông tin như vậy, rồi chia sẻ những cái thuyết âm mưu về cái việc mà bố trí cán bộ như thế này, ông kia bộ chính trị sẽ làm cái gì, rồi ông nọ là sẽ điều chuyển đi đâu, phe nào đánh phe nào, nói chung là hàng loạt những cái thông tin không có kiểm chứng gì hết và không có một sự chứng minh. Có lẽ cái cách làm này đó thì đối với ở bên hải ngoại đó thì nhiều cái kênh YouTube họ làm, nhiều cái kênh YouTube thì nói chung là họ chống cộng, họ có thể đưa ra những cái thông tin như vậy. Rất là nhiều những cái kênh YouTube họ đưa ra các thuyết âm mưu, họ cứ nói rằng là đánh phá tức nghĩa là phe nhóm, rồi tham nhũng thối nát, rồi luật pháp chả ra gì. Họ nói cái cơ cấu ở trong quyền lực của Việt Nam thì nó hỗn độn đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà họ nói hồi đó giờ nó quen rồi. Với ở lại là những người này, những người ở bên hải ngoại không bao giờ họ về Việt Nam, họ cũng chả có sợ pháp luật của Việt Nam và pháp luật Việt Nam cũng chả bao giờ có thể đụng đến. Thậm chí là những cái kênh YouTube của họ, họ có thể là ra rả chửi Việt Nam hàng ngày thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng rất là nhiều người trong Việt Nam vẫn có thể vào xem được. Tức nghĩa rằng chính quyền của Việt Nam cũng không thể chặn họ. Bởi vì trong cái thời cuộc như hiện nay thì cái YouTube là một cái hoạt động, hay là các cái trang mạng như là Facebook cũng hạn, nói chung là Việt Nam cũng có can thiệp, tuy nhiên thì nó đến ngày hôm nay vẫn chưa có hiệu quả. Nói chung không thể ngăn chặn những cái kênh như vậy. Nhưng mà khổ nổi đó là những người trong nước mà bắt chước theo cái cách để mà tuyên truyền hay là cái cách để mà làm YouTube của hải ngoại thì hoàn toàn là sai, bởi vì luật pháp của Việt Nam rất là chặt chẽ và người ta có những cái quy định rất là rõ ràng. Chính vì vậy trong thời gian vừa qua đó, ngoại trừ cái kênh của Sơn Tùng ra thì cũng còn một vài cái kênh khác nữa ở trong Việt Nam cũng bị cho rằng hay nói về những cái vấn đề mà của triều đình, của chính sách và thường hay xuyên xỏ mỉa mai hoặc là chỉ trích rất là nặng nề, thậm chí là đả phá luôn về những cái đường lối chủ trương gì đó của phía mình Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhà nước Việt Nam. Và những cái điều này đó nếu mà căn cứ theo luật pháp, luật nhất là luật hình sự của Việt Nam hoặc là cái luật về quản lý an ninh mạng đó, người ta thấy rằng có những cái sự vi phạm, nhưng mà người ta vẫn đặt ngược lại cái vấn đề là tại sao có những cái sự vi phạm như vậy mà chính quyền của Việt Nam chưa thấy sờ gáy. Thí dụ như là trong trường hợp của Sơn Tùng cũng vậy, có cái kênh gọi là Vì Việt Nam Thịnh Vượng hoặc là có thêm một cái kênh nữa là hình như là Góc Nhìn Sơn Tùng gì đó, và nói chung thì cái người này đã có quá nhiều những cái bài viết. Nhưng mà người ta thấy là tại sao mà chính quyền đã không thể nào coi như là khởi tố anh ta, mặc dù đã có những cái kiến nghị. Mãi đến khi mà Sơn Tùng đó đưa ra những cái bài viết mà nói về cái việc mà kích động hay là khuyến khích cái việc thành lập đảng, trong đó thì những cái nội dung của
cái việc mà thành lập đảng đó, thí dụ như trong cái video clip mà nói về sự cần thiết thành lập đảng vì Việt Nam thịnh vượng, tức là anh ta lấy cái tên của cái kênh của mình mang tên là vì Việt Nam thịnh vượng đó để đặt cho cái tên đảng luôn, và nói là cái sự cần thiết để thành lập cái đảng này thì ông ta nói vì cái lý do là đảng cộng sản có những cái yếu kém và cái sự quản lý, rồi họ nói ông đã nói về cái vấn đề tham nhũng, vấn đề mà quản lý chéo cái kiểm tra chéo lẫn nhau, cũng như là nói về cái ý muốn nguyện vọng của người dân, và nói rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay cả hiến pháp của Việt Nam không có cấm những cái điều đó. Thì tất cả những cái lý do mà người ta nói như thế này đó toàn là những cái thông tin mà căn cứ theo luật pháp của Việt Nam có thể cáo buộc rằng là đang chống phá lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đang muốn thay thế vị trí lãnh đạo của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà thực chất là dưới vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông ta nói nhiều về cái điều 25 của cái luật gọi là hiến pháp của Việt Nam, trong đó thì quy định là công dân được quyền tự do biểu tình, tự do lập hội, tự do tín ngưỡng, nói chung là cái điều 25 quy định khá nhiều cái quyền. Và nói rằng là không có cấm để mà thành lập cái hội, do đó thì ông ta được quyền lập hội, và cũng giải thích luôn là lập hội được thì cũng là lập hội đảng được thôi, cho nên là hội với đảng cũng là một. Chính vì vậy cho anh ta đã khuyến khích, và trong một thời gian khá dài đó, thí dụ như cái kênh YouTube gọi là Sơn Tùng TV, đây là một cái kênh khác nữa, và vì Việt Nam thịnh vượng thì chủ yếu bàn về những vấn đề chính trị, trong đó thì giật tít câu view rất là nhiều và dùng những cái từ đó, nhiều khi rất là phản cảm, giật tít rất là kích động, hoặc là đưa những cái thông tin dưới những cái vỏ bọc và suy diễn rất là nhiều. Thí dụ nói rằng đây là vấn đề về nhân sự, về bố trí cán bộ, cũng như là nói về cái nội bộ của cái triều đình của Việt Nam, thì không khác gì những cái kênh gọi là chống cộng ở hải ngoại, thậm chí là nó còn mang tính chất giật gân hơn, bởi vì đây là một người nằm ở trong Việt Nam mà có lẽ là tỏ ra như mình là hiểu biết hơn những người ở hải ngoại nữa. Những cái kênh chống phá mà ở Việt Nam quy kết rằng đó là những cái kênh mà chống phá, thì nhiều người họ đã cảm thấy rằng khi mà xem cái kênh này đó thì cũng tạo ra cái sự ảnh hưởng, ai cũng biết rằng cũng tạo ra cái sự hoài nghi, hoặc là thấy rằng là cái nội bộ của phía bên Đảng Cộng sản Việt Nam là chia rẽ, là nó không có thống nhất, rồi đấu đá lẫn nhau, bởi vì đây là một cái người con cháu của các cái đảng viên nữa mà lại sống ở tại Hà Nội, cái người trưởng thành dưới cái mái trường xã hội chủ nghĩa mà lại làm kênh YouTube mà nói úp úp mở mở như là có cái nguồn tin nội bộ rất là chặt chẽ. Thì cái việc mà dùng những cái từ như là nguồn tin nội bộ đó thì y như các cái kênh ở hải ngoại thôi. Thí dụ như chúng ta đã từng thấy một cái kênh mặc dù ở hải ngoại nhưng mà đã từng được về Việt Nam rất là nhiều, thì có hai người đó, một người thì hỏi một người nói và cũng hay thường thêu dệt những cái chuyện như vậy, thì nói rằng là những cái nguồn tin mà nội bộ chúng tôi có được, hoặc là nguồn tin mà riêng của cái kênh của chúng tôi, và một cái tiền tin bí mật hoặc là ẩn danh, mà một cái kênh, một cái thông tin không bao giờ sai, nhưng mà thật ra thì họ nói sai bét, nào là Việt Nam quan hệ với Mỹ, nào là quay xe quay đầu quay đích dịnh đâm hết trơn, nào là nổ lớn đủ thứ chuyện hết, nhưng mà thật ra toàn là những cái sự suy diễn, toàn là những cái sự mà họ đặt ra các thuyết âm mưu để làm hòng làm gì, hòng suy yếu, hòng làm để mà đánh phá, hòng làm câu view, nhưng mà qua đó thì để cho người ta thấy rằng có một cái trò cười trong cái bộ máy chính trị của Việt Nam. Thì chính vì cái điều đó mới là cái sự tác hại nếu mà nhìn ở góc độ của luật pháp Việt Nam. Thì qua đây đó thì chúng ta mới thấy được rằng gần đây thì cái việc mà cái vụ Phạm Đoan Trang đó, thì nói thêm một chút nữa, thì Phạm Đoan Trang thì ở phía bên nhà nước Việt Nam khi mà xét xử Phạm Đoan Trang thì nói rằng đây là một cái tay chân hay là một cái thành viên trong một cái nhóm gọi là Voice, một cái tổ chức mà ở phía bên Nam Việt Nam. Chúng ta thấy Voice là một cái tổ chức của Trịnh Hội quản lý, và sau này đó thì có nhiều cái quy kết là Voice là một cái ngoại vi của những cái tổ chức phản động gì đó, cũng như làm nhiều cái Facebooker trên mạng đó, người ta thấy rằng Phạm Đoan Trang thì đã vi phạm pháp luật Việt Nam khi mà đưa ra khá nhiều những cái thông tin, và cái vụ mà nổi lớn nhất là cái vụ Đồng Tâm, trong đó cái báo cáo Đồng Tâm rồi in ấn các cái sách vở gì đó chỉ trích chính quyền Việt Nam, chỉ trích luôn là cái nguyên thủ của Việt Nam như là ông Nguyễn Phú Trọng, khi mà in một cái cuốn sách gọi là Thế Thiên Hành Đạo hay là Đại Nghịch Bất Đạo,
và rất là nhiều những cái tờ báo khác là dạy dỗ cho người dân Việt Nam là phải xuống đường, là đấu tranh, là phải biểu tình, như là những cái cẩm nang nuôi tù, cẩm nang chống bất bạo động về cẩm nang, mà không phải là cẩm nang mà là cái cuốn sách chính trị bình dân đủ thứ chuyện hết, viết những cái mớ lý luận rất là hỗn độn để mà hướng dẫn về những cái hoạt động gọi là bất bạo động, đủ thứ chuyện hết. Thì ông Sơn Tùng này là cái người đã từng ca ngợi Phạm Đoan Trang, nói là Phạm Đoan Trang làm một cái người yêu nước rồi đủ thứ chuyện hết, cho nên là nhiều người họ đã phản ứng rất là dữ dội và cho rằng là nó không có phù hợp và đề nghị cần phải xử lý. Thì có thể nói rằng là Phan Sơn Tùng là một cái người sinh năm 1984, tính về cái tuổi thì cũng rất là trẻ, và hiện công tác ở tại công ty hình như là Hóa Dược Vĩnh Phúc, trụ ở tại tầng 7 của cái tòa nhà Mac Plaza ở đường Trần Phú của cái phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, tức là ở tại trung tâm Hà Nội. Và ngoài hai cái kênh YouTube trên thì Phan Sơn Tùng còn có nhiều cái blog hay là Facebook, ngay cả những cái fanpage và một cái góc nhìn Phan Sơn Tùng nhiều lắm, anh này mở ra nhiều thứ lắm. Và để vận động thành lập đảng thì anh ta đã bán nón, gọi là có gắn cái tên gọi là Vì Việt Nam Thịnh Vượng, cũng như là kêu gọi nhiều người đóng góp ý kiến để mà đưa ra một cái cương lĩnh, đưa ra những cái điều lệ, đưa ra những cái phương hướng, những cái mục tiêu để mà hòng thu hút các cái đảng viên. Nhưng mà đã chưa kịp làm cái điều này thì đã bị bắt, đã bị khởi tố. Thì cái việc bắt khởi tố thì người ta không có thấy bất ngờ, nhưng mà cái việc khởi tố đó, thí dụ như làm căn cứ theo luật pháp của Việt Nam tại điều 109 là cái tội mà gọi là hoạt động thành lập hoặc là hoạt động mà nhằm lật đổ cái chính quyền đó, thì trong đó thì nó đó là hoạt động thành lập. Thì cái hoạt động thành lập thì như vậy thì phải căn cứ phải là quy kết tại cái điều 109 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên tại sao phía bên cơ quan công an người ta không khởi tố về cái điều 109? Thì đó là cái điều mà cũng đã có nhiều người họ họ đặt ra vấn đề. Thí dụ như ngày hôm qua chính bản thân chúng tôi cũng có nói về cái vấn đề của Sơn Tùng, và nói rằng là Sơn Tùng rất có thể sẽ bị khởi tố, và khởi tố về cái tội là theo như chúng tôi dự đoán là sẽ là tội điều 109, là tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bởi vì anh ta đã tổ chức thành lập, đang vận động để mà thành lập, tức là người nào hoạt động thành lập và tham gia tổ chức nhằm chống chính quyền nhân dân. Tuy nhiên thì hôm nay người ta khởi tố cái điều gọi là tuyên truyền chống nhà nước, thì cái việc mà khởi tố tuyên truyền như vậy thì có bạn đặt cái vấn đề là nói là Minh Giang đã nói sai rồi, Minh Giang nói không có đúng, bởi vì dự đoán rằng sẽ khởi tố cái điều 109 nhưng mà người ta khởi tố điều 117. Thì xin thưa rằng là người ta khởi tố điều 117 nó căn cứ theo những cái chuỗi hành vi trước đó. Thí dụ như là Phan Sơn Tùng thành lập những cái kênh YouTube từ năm 2019, nhưng mà lúc đó đó thì toàn là chỉ trích các cái chính quyền hay là đưa ra những cái video clip, trong đó thì ca ngợi những cái người gọi là dân chủ cũ hay là những người đã trở thành là tội phạm của Việt Nam, rồi ca ngợi những cái hoạt động gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền gì đó, hay là ca ngợi đa đảng đa nguyên, hoặc là đưa ra những cái lý luận rằng chủ nghĩa cộng sản hay là đảng cộng sản không còn đủ cái sức lãnh đạo lèo lái cái dân tộc này nữa, hoặc là có quá nhiều các cái sai sót, hoặc là cái tình trạng tham nhũng tham ô của nhiều cái cán bộ mà biến quá thối chất á, biến chất thoái hóa, thì quy kết rằng đó là cái sự yếu kém, rồi người ta tấn công vào trong cái hệ thống cái bộ máy lãnh đạo của Việt Nam hiện nay. Thì tất cả những cái điều đó là dấu hiệu của cái tội gọi là tuyên truyền để mà chống nhà nước Cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam. Thì hoạt động của ông Sơn Tùng đó thì ngày hôm qua chúng tôi chỉ phân tích là kể từ khi anh ta kêu gọi để mà thành lập đảng và đưa ra những cái lý luận xung quanh về cái lý do để mà thành lập đảng đó, hoặc là nói rằng cần thiết để thành lập đảng đó giống như là một cái đảng Cộng hòa ở bên Mỹ mà nó có tại ở Việt Nam, để đối chọi lại cái sự lãnh đạo, thách thức cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sẵn sàng kế thừa các cái vai trò lãnh đạo đó. Thì những cái hành vi mà từ hồi đầu tháng 8 tới nay, khi mà anh ta đưa ra một loạt các cái video clip nói về cái việc vận động thành lập đảng, xây dựng các cái cương lĩnh hoặc là kêu gọi người khác để mà tham gia thảo luận, để tìm ra các phương hướng, chụm đầu với nhau để mà bàn quốc sự,
Thì đó mới là dấu hiệu của cái tội điều 109. Còn người ta mấy ngày vừa rồi đó, thì khi mà cơ quan công an đưa ra cái bản tin nói rằng là đang bắt để mà tạm giam Sơn Tùng về để mà điều tra về cái tội điều 117. Tuy nhiên thì hiện giờ cho biết rằng là vụ án đang được công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ. Tiếp tục điều tra làm rõ thì chúng ta biết rằng tiếp tục điều tra có lẽ là người ta sẽ điều tra tiếp tục về những cái chuỗi hay là những cái video clip của cái tháng 8 này về cái việc vận động thành lập đảng, thì người ta có thể khởi tố hoặc là chuyển tội danh, hoặc là có thể khởi tố thêm một cái tội danh nữa là tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Một mặt thì tuyên truyền để mà chống nhà nước trong quá nhiều các video clip, ví dụ như có khoảng chừng 1.700 các video clip, trong đó chỉ cần người ta đưa ra 5 cái video clip thôi, 3 cái video clip thôi nói về cái việc mà tuyên truyền chống nhà nước thì cũng đã cấu thành của cái tội mà điều 117 rồi. Còn những cái video clip ví dụ 5 6 cái video clip sau này của hồi tháng 8, ví dụ như nói về cái việc cần thiết phải thành lập đảng vì Việt Nam thịnh vượng, hay là vì coi như là đảng Việt Nam thịnh vượng đó, là đảng Cộng hòa của Mỹ phiên bản tại Việt Nam chẳng hạn, thì tất cả những cái lý do này ông ta nói đủ thứ chuyện trong đó thì có thể là nó cấu thành vào cái tội điều 109. Trong khi đó thì những cái hành vi của các cái video clip khác thì là cái tội của điều 117, cái tội tuyên truyền chống nhà nước. Do đó thì nói chung là ngày hôm qua chúng tôi nó không có sai, và mình dự đoán thì mình hoàn toàn có thể dự đoán, và chúng ta chỉ muốn đưa ra làm những cái lý thuyết về cái luật hình sự của Việt Nam. Và luật hình sự Việt Nam thì ai cũng có thể biết được hết, khi mà chúng ta đọc chúng ta cũng có thể hiểu để mà phân tích cho nó đúng đắn. Và những người ở trong Việt Nam đó, qua cái vụ bắt giữ ông Sơn Tùng này và cái kênh Vì Việt Nam Thịnh Vượng, thì những người mà gọi là thân chính quyền, những người mà yêu nước yêu chế độ, thì những người mà rất là bực bội đối với Sơn Tùng đó, thì người ta cảm thấy rất là hả hê, cảm thấy rất là vui mừng, bởi vì những cái cách mà hoạt động ở trên mạng xã hội hay là chỉ trích chính quyền một cách rất là thô bạo như vậy, rất là ác ý như vậy mà lại không có những cái cơ sở để mà chứng minh, thì cái hậu quả ai cũng biết, ai cũng đoán, nhất là những người mà họ rành về pháp luật, họ không biết rằng thế nào cũng sẽ bị thôi. Và đây cũng là một cái điều công bằng thôi cho các cái kênh YouTube khác hay là những người sử dụng mạng xã hội khác, người ta sử dụng một cách rất là chừng mực, có tính chất đắn đo và hiểu biết pháp luật, và người ta không có lao mình vào giật tít câu view, hoặc là để mà đánh phá, hoặc là muốn lôi kéo gì đó cái sự ủng hộ của những người chống đối hay là những người mà họ thân thiết gì. Nói chung là cái cách làm nó phải chính đạo, không thể chấp nhận những cái hoạt động như vậy, và cũng không thể bắt chước những người hải ngoại, những người mà họ không chịu ảnh hưởng pháp luật của Việt Nam, họ có thể chửi Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng được. Chúng ta đã thấy rồi, nhiều kênh họ chửi rất là nhiều, họ vào trong nước họ cũng riêu ríu, họ cũng chả bao giờ họ dám chửi chính quyền một câu nào hết, nhưng mà một khi mà họ ra nước ngoài đó thì họ làm lung tung hết, họ làm như là họ yêu, họ chống cộng sản, họ làm như là họ đấu tranh dân chủ nhân quyền giỏi lắm. Thì nhưng mà thực tế là chúng ta thấy rằng họ nằm ngoài cái phạm vi, và đây cũng là cái lẽ thường tình thôi. Cái lẽ thường tình là pháp luật, là pháp luật, pháp luật á, người ta quy định như thế nào, người ta cấm như thế nào thì mình đừng làm. Và Sơn Tùng á, trong mấy ngày trước đây cũng đã từng làm những video clip là ra sức gọi là kích động những người khác, và thậm chí là thách thức người khác là có hay không những cái chứng cứ, hoặc là người nào giỏi mà tìm ra được những cái quy định gì đó của chính quyền, luật pháp nào cấm là anh ta không được thành lập đảng, nếu mà tìm được anh ta cho 50 triệu. Thì có lẽ là bây giờ anh ta cũng đang cho những cái người ở phía bên cơ quan công an hay là cơ quan điều tra hay là viện kiểm sát, bởi vì trong cái vụ này thì viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã phê chuẩn các cái lệnh gọi là lệnh khởi tố, lệnh bắt giam, lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Và những ngày vừa qua đó thì có nhiều người cũng nói rằng là luật pháp của Việt Nam quy định tại hiến pháp điều 25, như vậy thì điều 25 là cho phép thành lập hội, cho phép thành lập đảng, hoặc là không phải cho phép thành lập đảng mà việc tự do tín ngưỡng, tự do biểu tình, như vậy thì công dân phải làm. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng ở Việt Nam dưới hiến pháp còn phải có luật, và luật đó là họ quy định chi tiết cách làm như thế nào. Và hiện giờ Việt Nam chưa có một cái luật gọi là luật biểu tình, cũng chưa có một cái luật là lập hội,
Dĩ nhiên rằng theo cái tiến trình phát triển và hoàn thiện cái pháp luật của Việt Nam thì thế nào người ta cũng sẽ ra những cái luật như vậy. Luật biểu tình, ngay cả cái luật lập hội cũng đã từng được quốc hội đem ra để mà bàn bạc. Tuy nhiên thì cũng chưa có một cái lộ trình, cũng như là không có xác định được là lúc nào sẽ thông qua và thông qua như thế nào. Mà một khi đã không có một cái luật đó thì mình làm những cái hoạt động về biểu tình chẳng hạn hay là lập hội thì người ta chưa có luật biểu tình, luật lập hội, nhưng mà người ta có những cái luật khác, có những cái quy định khác. Thí dụ như là về việc gây rối trật tự công cộng chẳng hạn, hoặc là tội danh làm nhục người khác, hoặc là việc mà cản trở giao thông, cản trở đủ thứ chuyện hết, thì những cái luật đó lại là đã được ban trước và nó lại có hiệu lực. Cho nên một khi mình làm mà không có cái luật, mặc dù ai cũng biết rằng hiến pháp là cái luật mẹ, hiến pháp là luật mẹ, nhưng mà ở dưới không có những cái luật để mà hướng dẫn kỹ lưỡng, thì làm sao biết thế nào là biểu tình, làm sao thế nào là vượt quá cái phạm vi của biểu tình, và lập hội thì lập hội nhằm cái mục đích gì, và cái cách thủ tục để lập hội ra làm sao, và cái chế tài như thế nào, và gây quỹ ra làm sao, và cái mục đích tôn chỉ người ta hướng dẫn thành lập như thế nào. Nói chung chưa có thì mình cũng không thể nào áp dụng để mà làm, không thể vận dụng theo cái gọi là cái hiến pháp được. Thí dụ như hiến pháp của Việt Nam quy định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là lãnh đạo nhà nước Việt Nam, thì chỉ cần ghi một cái câu đó như vậy thì không lẽ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, những người nằm trong là đảng viên chẳng hạn, thì người ta nói rằng đảng lãnh đạo, cho nên là chúng tôi muốn lãnh đạo như thế nào cũng được, chúng tôi muốn làm gì cũng được, không có cái luật gì hết, thì như vậy đâu có được. Chúng ta cũng thấy rõ ràng là có luật bậc quốc hội, có luật bầu cử, luật về chính phủ, luật về hội đồng nhân dân, luật về các cái ban ngành, thậm chí là mỗi ngành nghề đều có luật hết, luật thi hành án, luật hình sự, luật cơ chế này cơ chế kia, đâu thể muốn lãnh đạo kiểu nào cũng được. Mình chứ nhân danh là mình nó giao quyền cho Đảng Cộng sản lãnh đạo thì Đảng Cộng sản muốn lãnh đạo ra làm sao, cảm tính như thế nào cũng được sao. Và rõ ràng chúng ta thấy nó phải trình tự, nó phải theo luật pháp đàng hoàng, và một khi chưa có một cái luật như vậy thì không thể nói rằng nhân danh là tôi đã được hiến pháp quy định như vậy cho nên là tôi được thực thi làm những cái kiểu đó. Thì có lẽ là nó phù hợp với một cái nước nào đó, nhưng mà đối với Việt Nam không phải. Chúng ta phải hiểu được nó hệ thống pháp luật nó phải có những cái hướng dẫn, và nó phải có một hành lang pháp lý, người ta gọi là hành lang pháp lý vừa cho phép nhưng mà vừa để mà chế tài, vừa để có một sự răn đe, và mỗi người làm phải theo một cái khuôn khổ chứ không thể mà cách tự tiện. Đó là một vấn đề rất là Việt Nam. Nói chung đó là Phan Sơn Tùng bị bắt là khởi tố là một điều không ai lấy làm mà cảm thấy là bất ngờ hết. Chỉ có người đó thì họ khắt khe quá thì họ nói rằng là lẽ là phải khởi tố ngay từ đầu rồi, khởi tố 1 năm trước đây, hoặc là phải khởi tố mấy tháng trước đây, hoặc là ngay trong cái tháng 8 rồi thì phải khởi tố rồi, giữa tháng 8 là phải khởi tố, khi mà nói là manh nha thành lập đảng gì đó, rồi chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam một cách rất là trực diện, mặc dù những cái lời nói cũng nhẹ nhàng, hoặc là cũng nhân danh là yêu nước, cũng nhân danh là giúp cho đồng bào, giúp cho dân tộc, giúp cho đất nước thịnh vượng gì. Tuy nhiên người ta thấy ở đằng sau là gì, muốn thay thế cái vai trò lãnh đạo của cái nhà nước này, muốn lấn áp hay là muốn dè biểu, muốn làm vô hiệu hóa cái sự lãnh đạo đó, đó mới là cái vấn đề. Và căn cứ theo luật hình sự của Việt Nam thì đó là cái sự vi phạm. Thật ra thì chúng tôi chỉ muốn nói về những cái quy định pháp luật của Việt Nam thôi, chứ không phải là nhằm có mục đích đấu tranh hay là gọi là chống phản động hay là chống luận điệu xuyên tạc hay là ngay cả binh vực cho chính quyền cộng sản hay là gọi là đấu tranh cùi hay là cái gì, bất cứ cái gì. Bởi vì chúng tôi không phải là người đấu tranh và chúng tôi cũng chả có cái trách nhiệm gì gọi là để bảo vệ cho cái luật pháp này, hay là đã phá cái luật pháp này, hay là mình đã phá cá nhân ông Sơn Tùng, hay là ca ngợi ông Sơn Tùng, hoặc là làm vấn đề kia, không có mục tiêu gì cả, chỉ là cái người quan sát và chỉ là một cái YouTuber bình thường, và trên cái cơ sở là những cái gì nó tồn tại thì chúng ta có cái sự nhận định, và cái nhận định đó có thể có chủ quan, có thể nó không có chính xác. Tuy nhiên thì đó là một ý kiến rất là riêng, chính vì vậy chúng tôi mới mới tham gia tranh luận với quý vị. Chứ nếu như mà mình nói đúng đó, hoặc là mình nói mà một cách nó hoàn toàn, thì có lẽ là tôi phải danh xưng ở cái nhiều cái vị khác nhau, chứ không thể nói rằng đây chỉ là một ý kiến rất là riêng tư. Thì cũng rất là thông cảm quý vị, với có nhiều người thì trong những ngày vừa qua cũng đã chỉ trích rất là nhiều, chỉ trích nào là thằng này chắc là nó bưng bô cộng sản, thằng này là cộng sản nằm vùng, thằng này là hoặc là thằng này là dân đấu tranh cùi, thằng này đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà chúng ta bỏ ngoài tai,
chúng ta thì cũng chỉ là một cái người tham gia để mà tranh luận trên mạng xã hội cho vui thôi, và không nhầm là cái vai trò và đấu tranh gì cả. Đó là cái điều mà các bạn hiểu và biết nó như vậy. Còn hôm nay chúng ta xin tạm dừng ở đây và sẽ trở lại trong một chương trình khác. Xin kính chào.